Với mọi người nhá, đây là ông anh tôi làm 3 năm ở quán hải sản, Biệt danh là già dơ. biệt danh là già dơ. Không biết hôm nay anh ăn quán hải sản này anh cảm nhận thế nào về quán Thì tươi hình sống nào? hải sản tươi sống này thì ăn dai và ngọt, không cần phải nói nhiều. Cảm anh Này cho 9 trên 10 điểm thôi, là một điểm là mình hơi bị cháy quá thôi, một điểm về lại. Cảm tất Hello cả anh, mọi hôm sau người. đây mọi người. Hôm nay anh em mình đi khám phá cái căng nưng này, tiện đi qua đây cái quán buffet ăn hải Hải sản. sản. Tiếng Hàn nó là chô kem ơn các bạn Lẩu nướng ấy. Một suất ăn là hai mươi mấy nghìn đấy nhở? Ba, đúng, ba, 32.000 thôi chứ. Ở một suất là ăn Ba mấy buffet đấy. ăn thoải mái là hết 32.000. Bây giờ Là sẽ tương đương theo là chân. gần 600.000. Đây, bên ngoài hình ảnh nó có như thế này các bạn ạ. Có con Đây gọi giống là như sò một dạng mai, mai. người ta rắc bơ, người ta rắc bơ lên để xong để nướng. Đây có sò điệp nữa này. Tôm này. Nghe Đây thấy có cái cả tên mới lạ. đây hình ảnh nó chỉ chung chung với bây giờ theo chân anh em mình vào quán để xem cái nồi gì. Get Đây là có con bào ngư nhá. Đây là con go. sò. Ăn gì mình tự nhặt. Đây là hến hay sò? Sò. Sò gì nhỉ? Tất cả là tươi sống luôn. Đây con sò sò bự ơi. Đây là sò điệp đúng không? Đây đây là sò điệp, sò điệp mới to nhỉ. Sò điệp đây to nhỉ. Đây con sò mai này, gọi là sò mai này. Sò mai này nhìn hơi nhỏ nhỉ. Sò mai Sò cả mai ở nhìn nhỏ. cái quán khác ấy. Hoài đang nhặt ít sò điệp để tí nướng à? Ngao, nó đây rồi nướng em ngao này. Ngao. À làm tí ấy nữa, bào ngư. Buổi lạnh quá bạn ơi. Ăn 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 hết chỗ bào ngư thôi nhá. Ui, buồn tí nhờ. Ui, tay buốt ơi, buốt chú ơi. Cháu không chịu được à? Ui, buốt lắm. Mọi người cùng mình xem mình phá đảo cái đĩa bào ngư nhé. Cùng mình ăn hết cái đĩa này. À, có ăn thêm gì nữa không? Lấy thêm gì nữa không? Bổ lắm. Xả đâu? Anh nhặt xả đâu? Lấy thêm gì nữa không? Lấy con sò sò to to kia lấy chưa? Cái con này ăn cho nó ngọt ngọt này. Làm thế này nữa. Đây. Lấy con gì? Sò Sò điệp. mai ấy. Con này này. Nè. Các bạn nhìn sò điệp này to không? Ở bên nặng. Bằng Ở đúng bên bàn tay này, Hải. bên tay. Con sò này là sò gì nhỉ? Không biết ăn thế nào các bạn. Đây là lấm, lấm để nướng ăn kèm thịt này. Đây là tấc. Đây là toàn đống đá. Đây là tôm. Tôm này người ta luộc rồi nhỉ, chỉ có ăn thôi anh. Tôm luộc rồi. Người tí vẫn phải nướng lại để ăn đỡ vị đâu. Đây là thịt cằn bi, thịt xương sườn này. Thịt sườn ngâm tẩm ướp gia vị rồi. Anh sẽ cho bọn. Hành trang này có đường với lại nước kiểu dạng nước mắm, rất ngon nhé. Đây là có xúc xích này, xúc xích đông đá. Đây thì bò, đây cũng là thịt bò. đây Bút là san. đây là giải, đây là giải Lợn giải giải lợn. Đây là thịt ba chỉ á. Nhìn hay nhỉ. Đây là sốt xừ, nước chấm thịt nướng, tỏi. Đây là củ cải, củ ngâm. Cái này mình sẽ làm tí ai ăn rong biển không? Có. Đây, nếm mua này. Một tí tỏi ngâm này. Đấy. Xong rồi đây đây wasabi ăn cho nó ngập mồm. Này, lấy thêm một tí này nữa cho sang. À lấy thêm một tí ấy nữa. Đây anh em mời anh em cùng xem nghệ sĩ Hoài biểu diễn. Phải nhìn mấy con bào ngư này, nó xoay xoay. Sau đúng là không uổng công 4 năm đi làm thuê.
con bào ngư nó sò đẹp đã chín rồi. Giờ đây mình đã thử cái phô mai kéo sợi các bạn ạ. Đây là cái bát phô mai mà cho đây để nấu chín lên này. Phô mai kéo sợi. Ui, này không tạo thành sợi à? Đây nó tan rồi. Nó chưa tạo thành sợi. Nó phải khô, nó phải nguội nguội cơ thì mới nguội được. Nó sôi thì sợi ra được. Khả năng là hơi nóng. Mời tất cả mọi người nhé. Nó béo mà cực kỳ thơm luôn nhá. Ăn chú thử đi. Nó cực kỳ béo luôn mà thơm. Con này chưa chín. Chín rồi mà. Không bong ra được ấy. Nó cháy rồi. Cái cùi này cực kỳ ngon này. Phô mai kéo sợi nhá. Mình không thích ăn phô mai nhưng mà lần đầu tiên ăn thử cái món này thấy ăn ngon lắm. Ủa? Cực kỳ béo mà thơm luôn đấy. Cảm giác em thế nào? Toàn cảm giác giống ngay. Mình nhìn thấy ăn cay thôi, ăn cái này béo lắm, mình ăn không quen. Nhưng mà ai ăn được cái phô mai là ăn ngon. Cái này ok ngon ngọt. Nó liên tục vào. Mình cũng thử con này sò điệp này chấm cái này là gì đó. Phô mai. Rắc tí cho tí mù tạt vào nữa nhá. Một ít tỏi nữa. Đó. Em mời mọi người nhá. Nói câu mà tan các thứ. Hoàn tan, béo ngậy. Mọi người ạ, hoàn tan trong miệng. Cho ra để nướng cho nó nhanh nhé mọi người. Đây, cậy ra thành phẩm nó được như này. Mình cả vào đây thì nướng nó nhanh hơn này. Cái này buffet giới hạn bao nhiêu tiếng nhỉ? 3 tiếng đúng không? 120 phút, 2 tiếng. 120 phút à? Thế cho nên phải cậy ra nướng cho nhanh. Ăn cho đỡ lỗ nhá mọi người nhá. Cái này chỉ ăn hải sản thôi. Cái này nướng thịt thì ăn ké. Đây, chị em đang nướng thịt. Bên này ăn ké thôi. Đồ thẳng đi. Đây mọi người à. Anh em lên chén trước đi. À, mình lại quyết phô mai mặt nữa. Phải uống rượu vào cảm giác mặt đỏ trông nó tươi hẳn lên nhỉ. Ôi chết rồi. Trông đẹp trai. Đây đúng kẹo kéo luôn này. Kiếp này uống rượu. Kiếp này uống rượu mặt đỏ. Kiếp sau thành rượu vào ly. Cho mình bỏ. Mời mọi người nhá. Cảm giác thế nào? Cảm giác ngon tuyệt luôn mọi người ạ. Mọi người nên thử đồ tươi sống mà nướng như này mọi người. Ăn nhiều mà không thể ngán luôn. Cảm giác ngon thật luôn á. Cho nó nhanh. Nếu mà lâu không ăn thì này luôn. Ăn đồ này rất bổ. Ngon. Ai bụng dạ yếu thì ai bụng dạ yếu em khuyên nên nướng cho chín chín tí. Đây. Cái kẹp đâu anh?
lấy đồ này cho gọn gọn vào để thả con chó nhá. Từ từ nướng cái này chín hết đi đã. Chín hết đi đã. Tí cái vé số nó chín. Cho mấy con bào ngư vào. Có ngon không? Đóng đấy. Anh em mà ai ai có người yêu thì 100% chỉ thích ăn cái loại này. Bào ngư, bào ngư. Bào ngư thì ăn bổ cái gì đâu. Thì ăn hàu thôi chứ. Ăn hàu chứ. Không, bào ngư. Bào ngư cũng rất là bổ đấy. Thế chăm sóc cho hoài mấy con à? Cua hàu nướng mờ hạch. Bỏ nó đi xong hết. Cua hàu nướng mờ hạch là cân nái. Đây có mỡ hành kìa, có mỡ không hành. Mỡ hành không? Làm tí chăm. Cái gì nhỉ? Cho miếng hành muối. Mà nóng lắm. Quả cái này rất là nóng. Ăn này cho ngập mồm nhá. Ngậy, béo quá các bạn. Giòn sạch sạch luôn. Mà wasabi hơi cay. Thì hải sản tươi thì cũng được, nhưng mà hải sản tươi thì rất là ít món, ít loại. Chỉ được mấy loại chắc cũng rẻ. Các bạn nhìn bào ngư chuẩn bị xay. Cái quán này chỉ có quán Choke này là một quán chuỗi nhà hàng luôn đấy. Một chuỗi nhà hàng ngoài các bên miếng thịt tỉnh Hàn Quốc luôn đấy. Hàn ngư ở chỗ nào cũng có cái quán Choke này các bạn ạ. Bây giờ cái tên quán mình sẽ để ở bên trên màn hình tí nữa các bạn xem. Ôi phải ăn đi em. À, anh em rô cá nhỉ? Phải. Với mọi người nhá, đây là ông anh tôi làm 3 năm ở quán hải sản. Biệt danh là Già Dơ. Biệt danh là Già Dơ. Không biết hôm nay anh ăn quán hải sản này anh cảm nhận thế nào về quán? Thì nhìn hải sản tươi sống này thì ăn dai và ngọt, không cần phải nói nhiều. Cảm ơn anh. Ngày cho 9/10 điểm thôi, cho 1 điểm là mình hơi bị cháy quá, không còn điểm về lại. Thế còn miếng bào ngư sống là lâu rồi không ăn. À đây, ăn miếng bào ngư sống. Mình là không ăn được mấy cái đồ tươi sống này mà không anh lít được. Thằng nha. Bỏ cần chanh không anh? Không, bỏ cái răng, bỏ cái răng nó này. Đây, tiêm bịt lá tiêu to thôi. Đấy, căng tay đeo vào. Chia ra mỡ. Tí wasabi. Chia làm hai nửa, tí luôn hai nửa. Đúng ra mình ăn phải chô chang, nhưng đây không có chô chang, mình phải ăn với sam chang. Tí tỏi. Mời ông bạn nha. Thêm chén rượu đi anh. Làm chén rượu đi, nâng ly, hai anh em nâng ly. Wasabi hơi bị nồng. Wasabi hơi bị nồng. Chúc sức khỏe em nhá. Dạ, cứ